Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn. Và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi giao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và ông Gioan, em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-gê, nghĩa là con của Thiên Lôi. Rồi đến các ông An-rê, Philip-phê, Bartolomeo, Matthew, Tô-ma, Giacôbê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Simon thuộc nhóm quá khích và Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Anh chị em thân mến, hôm nay thứ sáu sau Chủ nhật thứ hai thường niên. Câu đầu tiên trong tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng khi ấy Đức Giê-xu lên núi và gọi những kẻ người muốn. Tác giả tin mừng Ma-cô không nói tên của ngọn núi là gì. Nhưng có lẽ điều ấy không cần thiết bởi vì trong Kinh Thánh các ngọn núi được coi là một nơi đặc biệt gần gũi với Thiên Chúa. Và trong tin mừng hôm nay và nhiều chỗ khác trong các sách tin mừng có đề cập đến việc Chúa Giê-xu lên núi và ở lại một mình với Cha. Và thường kèm theo hành động lên núi của Chúa Giê-xu là việc Ngài sắp đưa ra một quyết định quan trọng. Và quyết định quan trọng của Chúa Giê-xu ngày hôm nay đó là việc Ngài thiết lập nhóm 12. Và tin mừng cũng nói rõ mục đích của việc Chúa thiết lập nhóm 12 đó là để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng và với quyền trừ quỷ. Và liền sau đó tác giả tin mừng liệt kê danh sách các tông đồ. Và trong danh sách đó chúng ta thấy rằng họ là những con người bình thường, không có gì nổi bật trong con mắt người đời. Thậm chí như là trong sách Công vụ tông đồ có đề cập đến trường hợp của Phêrô và Gioan, khi các ông rao giảng thì đã làm cho người ta kinh ngạc. Vì họ nhận ra rằng hai ông là những con người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Và hai ông là những người đi theo Chúa Giê-xu. Điều ấy nói cho chúng ta một điều rằng không phải lúc nào Thiên Chúa cũng kêu gọi những con người đặc biệt, nhưng Ngài có thể kêu gọi mọi người bất kể người đó là ai. Vâng thưa anh chị em, qua bí tích rửa tội và thêm sức, Thiên Chúa đã kêu gọi và tuyển chọn mỗi người chúng ta cùng với một mục đích như Ngài kêu gọi và tuyển chọn các tông đồ. Đó là để chúng ta ở với người và chúng ta được người sai đi rao giảng tin mừng, rao giảng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Hôm nay chúng ta xin Chúa cho chúng ta ý thức về ơn gọi của mỗi người chúng ta. Chính Chúa đã chọn và kêu gọi chúng ta đến với Ngài để chúng ta được ở trong tình yêu của Ngài. Và chúng ta cũng được mời gọi ra đi để chia sẻ tình yêu ấy cho anh chị em chung quanh chúng ta, nhất là những người nghèo khổ, những người tất bạt, những người đang bị bỏ rơi trong xã hội. Amen.